nay mình sẽ làm một cái app về chalk, có nghĩa là những cái câu đố, những cái câu đố vui, đố mẹo, rồi đã hiển thị một cách random nó ra khi mình click vào một cái button bất kỳ. Ok, mình bắt đầu. Thì để thiết kế màn hình thì bạn vô Mentor Board, bạn nhấp vô View Controller. Đây là cái màn hình chính của mình. Thì mình cần một cái nút button để mình click vào. Button cạnh nó trên giữa màn hình. Và mình đặt tên cái nó là Click Tell Me, Tell me the joke. Rồi, căn cứ mình định hiển thị, thứ nhất là hiển thị cái câu hỏi, mình dùng một cái label và thể hiện cái đáp án, mình cũng dùng một cái label. Một cái label mình kéo rộng ra. Cái thứ hai là copy, gộp hai cái lại. Mình chọn canh chữ ở chính giữa hai dòng, để nó hiển thị nhiều thì nó sẽ tách lên hai dòng. Và cái text của mình chọn là font size của nó là minimum. Rồi, ở đây nó hiển thị trong cái code của mình á, là trong cái file view controller để mà quản lý cho cái màn hình này. Mình click vô file view controller, đây mình đang ở view controller để mình ghi code cho nó. Mình đánh xạo qua cái label này, giữ phím control kéo qua màn hình, thả ra và đặt tên nó là label 1. Kéo qua, thả ra, label 2 để thể hiện đáp án. Và cái hình lượng click vào button là một action, nhấn nút button, giữ phím control, kéo qua, thả ra, chọn là action, click. Ok, để viết code, để sử dụng viết code, mình tắt màn hình này đi cho nó gọn lại. Để viết code ở đây mình sử dụng một cái hàm gọi là hàm random. Hàm random, đây là hàm random, mình copy nó qua đây, mình lấy một cái biến less number random bằng cái hàm này. Mình ở đây mình có 7 câu hỏi, mình phải để số 6. Ok, sau khi có cái biến random, mình viết ở đây, mình sẽ tắt cái màn hình này đi và mình code cho nó rộng rãi cái màn hình ra. Đây view controller with đây tạo cái lý luôn. Rồi, ok. Mình lấy cái hàm này, mình tại mình chưa sử dụng cái biến này nên nó báo lỗi. Mình gọi cái biến là switch. Đưa cái biến này vào. Rồi. Case không là cái gì đó. Break. Default. For 2 chấm. Break. Để khi trường hợp 1, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Rồi, ở đây mình có 5 câu hỏi thôi. 5 câu hỏi thì ở đây nó phải hiển thị là số 6. Số 6 thì nó hiển thị là số 5. Ok. Text. Câu số 1. Cái label của mình đây. Copy nó vô. Trường hợp mà nó xuất hiện ra số 0, nó sẽ hỏi cái này và nó trả lời là cái câu này. Ok.
Ok. Câu số 2. Ok, nó sẽ là số 2. Ok. Đây đây. Ok. Câu số 3. Đây đây. Câu số 4. Ok, đây. Ok, câu số 5. Kết quả thì sau khi fix thì nó sẽ là như thế này. Cứ nhấp vô một cái chữ thì nó sẽ ra một cái câu hỏi mới. Đây là những cái dòng code mình sử dụng. Đây là hàm random. Cảm ơn các bạn đã coi tutorial. Sơn gặp lại các bạn ở những cái video tutorial rồi kế tiếp. Xin cảm ơn.